mình không thể để những ký ức về mẹ biến mất. Gia đình họ bán canh sườn để kiếm sống. Anh nghĩ câu trả lời có ở Singapore ư? Masato, cháu phải thử cơm nhà nấu của Singapore. Canh canh, ăn canh đi. Cậu dạy cháu nấu canh sườn được không? Cậu này là ai? Con trai của chị Mỹ Liên. Đón xem bộ phim Tiệm Mì trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.